Công ty điện tử Hanh Nguyễn, công ty Auto Hanh Nguyễn xin trân trọng kính chào đến tất cả các bác, anh chị, các bạn và các em nhé. Công ty điện tử Hanh Nguyễn và công ty Auto Hanh Nguyễn này sẽ tiến hành test một cặp loa JBL715 bát 3 bát 40 từ E2 họng 100, chất kèn titan từ 17 họng 76. Test cho bác Phạm Xuân Dân, địa chỉ là phố Lạc Quần. Lạc Quần nhé, rất là lạ, Lạc có quần mất thì à, thì đó rồi. Phường xã Xuân Linh, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Bác lấy một tổ kỹ thuật và một loa JBL40, một cục đẩy 56 đèn một phép. Thì bác Dân đã chờ đợi anh Nguyễn gần một tháng. Hôm nay anh Nguyễn mới tìm được cục đẩy xuất sắc và như ý cho bác Dân. Thì đây là những dòng phân khúc mà âm thanh to ra chất lượng mạnh, lớn, đánh sự kiện và các cái chương trình lớn. Đây chính là cục đẩy có tên là Zobi MA1.4, 56 đèn mốt phép, cực khủng và khỏe, cực khủng và khỏe, khỏe mức độ là không tưởng tượng nổi. Đánh nhạc ra nhạc, đánh trống ra trống, đánh chiếc ra chiếc. Đây là những thiết bị có thể nói là đàn anh, những ông lớn, gọi là những ông lớn của âm thanh mà anh Nguyễn đã cung cấp cho bác Dân. Thay mặt công ty điện tử Anh Nguyễn và công ty Auto Anh Nguyễn xin được cảm ơn rất nhiều bác Phạm Xuân Dân đã tin tưởng, tin yêu dùng sản phẩm nhà anh Nguyễn. Bác Dân là một trong những khách hàng thường xuyên nhà anh Nguyễn, nên là hai anh Nguyễn rất trân trọng và cảm ơn bác. Thay mặt trung tâm, thay mặt công ty xin chúc bác một buổi sáng thứ bảy tràn ngập yêu thương và hạnh phúc và máu chảy về tim hướng về người thân yêu của mình và dành cho người yêu mình những phút giây tuyệt vời nhất và yêu thương nhất.